Ngày 25 tháng 4, bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba đồng hới cho biết, ngày 24 tháng 4, đơn vị tiếp nhận 3 bệnh nhân người đồng bào Bru Vân Kiều là người trong một gia đình gồm người bố 40 tuổi, Người mẹ 36 tuổi và con trai 20 tuổi trú tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, nhập viện với tình trạng mệt, tức ngực, khó thở, đau bụng. Người nhà bệnh nhân cho biết thấy cốc trong vườn nhà nên người mẹ bắt giết thịt để làm thức ăn buổi sáng. Sau khi ăn thịt cốc khoảng 30 phút, cả ba người xuất hiện tình trạng nôn, đi ngoài phân lỏng và được đưa đi cấp cứu. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, nhận định tình trạng ngộ độc do ăn thịt cốc, các bác sĩ tại khoa Nội tiêu hóa, huyết học lâm sàng nhanh chóng tiến hành cấp cứu, điều trị cho ba bệnh nhân. Hiện cả ba bệnh nhân đã qua gần nguy kịch, tiếp tục được điều trị theo dõi. Bác sĩ Nguyễn Di Thạch, trưởng khoa Nội tiêu hóa, huyết học lâm sàng bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba đồng hới cho biết, cóc là loại động vật có chứa độc tố, nhựa góc trong một số bộ phận của cơ thể. Thành phần độc tố đó thay đổi tùy theo loài góc. Độc tố của góc là hợp chất butofosin có tác động đến tim mạch gây ảo giác gây hạ huyết áp khi xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa độc tố này gây ra ngộ độc cấp tính độc tố hấp thu qua da gây dị ứng bỏng rát bác sĩ thạch khuyến cáo do tỷ lệ tử vong khi ngộ độc nhựa cốc rất cao cần phát hiện sớm và thực hiện các biện pháp sơ cứu cấp cứu kịp thời theo cục an toàn thực phẩm bộ y tế bên cạnh những lợi ích về sức khỏe thì thịt cóc cũng có những nguy cơ rất lớn đe dọa đến sức khỏe và tính mạng một trong những nguy cơ đó là ngộ độc khi ăn thịt cốc bị nhiễm độc tố do nhựa cốc gan mật bị dập nát dính trên thịt cốc và có trường hợp do ăn gan trứng cóc. Triệu chứng ngộ độc độc tố cóc biểu hiện cấp tính xuất hiện từ 1 đến 2 giờ sau khi ăn, có thể sớm hơn nếu uống rượu bia với các biểu hiện bị trướng bụng, đau bụng trên rốn kèm theo nôn mửa dữ dội, có thể bị tiêu chảy, hồi hộp, đánh chống ngực, tim đập nhanh, sau đó là loạn tim, rung thất, block nhĩ thất, trị tim mạch, huyết áp lúc đầu có thể cao sau đó tụt, rối loạn cảm giác, chóng mặt, ảo giác, vã mồ hôi lạnh, tăng tiết nước bọt có thể bị khó thở, ngừng thở, ngừng tim, bí đái, thiểu niệu, vô niệu và nặng thì dẫn đến suy thận cấp. Nếu nhựa cóc bán dính vào trực tiếp niêm mạc mắt xuất hiện bỏng rát, phù nề niêm mạc Ngộ độc do độc tố có trong cốc, sơ cứu cấp cứu kịp thời ở những trung tâm y tế mới có hiệu quả.